Rồi, xin chào. Xin chào tất cả mọi người. Mọi người có biết cây này là cái gì không? Hôm nay đi chơi tình cờ gặp lại cây này. Mình nhớ một thời đi chặt cây này để về làm cắm trại, làm cổng của cái trại hoặc là cổng đám cưới. Ngày trước người ta hay dùng cái cây này để làm cổng đám cưới rất là đẹp. Có bao giờ mọi người nghe câu là đủng đỉnh mọc ngược chưa? Đủng đỉnh mọc ngược. Cái câu đó theo mình hiểu là cái cây đủng đỉnh này ngộ lắm. Cái trái nó ra từng chùm mà. Nhưng mà cái trái ở trên ngọn á, đấy thì trái trên ngọn á thì lại già. Nó ra chùm ở trên ngọn ra trước. Rồi chùm dưới này nó ra sau nè. Rồi chùm dưới này nó ra sau nè. Chùm dưới này ra sau cũng nữa nè. Rồi chùm ở dưới này nó ra sau cùng nữa nè. Thấy có cái cây nào mà ngộ không? Đủng đỉnh một ngược. Cây này tại tỉa hết cành hết lá chứ rất là đẹp nha anh chị. Đây, rồi sau này bên này. Bên này cây này hay giờ ở trên này. Ở trên cái trái ở trên á thì nó khô hết rồi. Nhưng trái dưới thì còn non. Ở bên này cũng vậy. Trái ở trên á thì già, trái ở dưới thì còn non. Cái cây nó rất là đẹp. Ở bên này nhìn cái cây, cái lá nó, cái lá nó phù hợp làm cái cổng. Nhất là thời học trò mình hay chặt cây này nè. Mọc rất nhiều ở ngoài biển, ngoài sông. Cây đủng đỉnh. Và đây, đây là hồ khu lịch Bửu Long này. Đưa cho con chơi ở hồ khu lịch Bửu Long, hồ cạn. Rồi. Rồi, thôi mình tạm thời kết thúc clip tại đây. 3 phút thôi. Rồi, cảm ơn các anh chị đã quan tâm.